Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Thu Hồng Bác sĩ ơi, tuyết mọc răng khác với tiêu chảy như thế nào? Không, hai cái này đều là rối loạn tiêu hóa ở mức độ khác nhau Tuyết mọc răng là cách gọi của phụ huynh chúng ta thôi Còn chính xác ra nó gọi là loạn khuẩn đường ruột hay là rối loạn đường tiêu hóa Bởi vì khi mà con nó bắt đầu nó mọc răng này này, nó chảy nước dãi nhiều hơn này Xong nó hay đưa tay vào miệng, nó hay ngậm đồ Hoặc người lớn chúng ta là cứ thỉnh thoảng lại đôi tay và sờ sờ xem nào xem là cái răng nó mọc lên tới đâu rồi à, chúng ta vô tình đưa vi khuẩn vào trong miệng của con và nó gây ra một cái tình trạng rối loạn đường tiêu hóa ở mức độ nhẹ à, phân nó sẽ nhầy có nhầy mà màu xanh à, đi nhiều hơn hơn trong ngày hoặc à, khi chính do cái nước nước dãi nó chảy nhiều hơn đấy và cái đấy nó cũng làm cho phân của em bé nó nong nãng và nó, nó nhầy nhầy hơn à, tiêu chảy thì nó là một cái cấp độ mà à, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa một cách rõ hơn À, vì vậy nên là Tướt, mọc răng hay tiêu chảy đều là một cái tình trạng rối loạn của đường tiêu hóa với những cấp độ khác nhau mà thôi và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phân biệt rõ ràng được hai cái này à, gọi tóm lại gọi chung của nó là một cái tình trạng rối loạn đường tiêu hóa Nhiễm khuẩn đường ruột loại khuẩn đường ruột và tùy theo cái xác định khi nguyên nhân thì chúng ta có xét nghiệm phân nữa nguyên nhân À, em hỏi bác sĩ bé em 3 tháng rưỡi được 6,5 cân dài 60 cm à, sinh được 2,7 cân sinh thiếu tháng à, có bình thường không ạ giờ này bé nơi ăn quá không chịu bố bình chỉ bố mẹ à, với cái mức sinh 2,7 cân mà đến giờ 3 tháng rưỡi được 6 cân rưỡi là ok ạ à, thứ hai đó là cái chiều dài 60 cm cũng ok cái việc mà em bé uh, bú mẹ mà không bú bình ý, thì, thì không hẳn gọi là lười ăn Mà là đến khi con của chúng ta lớn hơn nó có sự lựa chọn uh, Rất nhiều mẹ là chúng ta áp dụng cái việc là uh, Ngay từ trong tháng đầu tiên đã sử dụng bình sữa để cho em bé bú uh, Bú vắt sữa mẹ ra cho em bé bú mà là cho để em bé nó quen để sau này bú bình được Để sau này có đi đâu hay là thêm sữa công thức gì cho nó dễ hơn thì ban đầu nó ok nó có hợp tác nhưng đến tháng thứ hai tháng thứ ba tự nhiên nó bỏ một trong hai đa phần thì các em sẽ tự bỏ bú bình mà chỉ bú mẹ tiếp còn trong một số trường hợp như là sữa mẹ ít quá không đều hoặc là sữa mẹ nhiều quá gây sặc gây khó chịu cho con thì nó mới bỏ bú mẹ mà nó quay sang bú bình nên cái chuyện bỏ bú bình hoặc bú mẹ của em bé là rất bình thường nó là cái tính cách cái sự phát triển của con thôi ạ đến cái giai đoạn lớn hơn nó nhận biết được tim mẹ thì đứa nào hầu như nó thích tim mẹ hơn mình lựa lựa theo con trong từng giai đoạn này thôi ừ. nó có một giai đoạn khó chịu như vậy à, à, lựa những cái lúc mà con nó thoải mái vui vẻ thì lại tập lại bình cho nó rất nhiều em bé nó không nó không hợp tác với các bạn những kiểu là bạn để nó thật đói thật đói cái gì rồi bạn cho nó bú bình đâu không không phải em bé nào cũng uh, áp dụng cái phát cách cái thành công đâu ạ